Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của Cá Hạch Cảnh nhé. Đây hôm nay có một cây quạt gió đứng, cây quạt cũng hơi cao nha các bạn. Đây là một cây quạt gió đứng bình thường của mình. Đây các bạn thấy là cái hiện tượng của cây quạt này, không biết quạt để dây nhợ làm sao mà các bạn nhìn thấy cánh nó bị gãy nè. Mẻ cánh rồi nó gãy. Đó, cánh này quạt này 5 cánh nha các bạn. Đây thì mình sẽ tiến hành mình tháo ra. Rớt luôn. Đó các bạn. Tháo ra rớt này. Các bạn thấy là cái cánh của nó này. Cánh của nó bị gãy hết một cánh với mẻ một miếng này nha các bạn. Đó. Này tay mình có một tay à. Đây các bạn. Đây thì mình sẽ sử dụng một cái cánh quạt màu cam 5 cánh này, mình sẽ thay cho nó. Bởi vì cây quạt cái cánh này á, cái cánh 5 cánh này, thứ cánh này các bạn. Nói chung là cũng rất là khó tìm. Thì hồi lúc trước thì mình có nhiều, nhưng mà bây giờ thì đã cạn rồi, mình sẽ thay cái cánh cam 5 cánh này. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình thay cho nó nha các bạn. Đây. Đây các bạn hạ cái quạt xuống nha các bạn. Hạ cái cánh quạt dây nhợ gì cũng lòn từ đưa nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ hạ cái quạt xuống. Và các bạn sẽ tháo cánh ra, các bạn tháo cùng chiều kim đồng hồ nha các bạn. Có nhiều bạn dặn ngược chiều kim đồng hồ. Đây, chúng ta sẽ tháo cánh này ra. Ồ. Cánh này chắc nó bị giòn. Giòn nó gãy mà. Cánh nó bị giòn. Các bạn thấy. Cánh nó bị giòn. Rồi. Mình sẽ bỏ cánh này đi. Rồi, mình sẽ thay cái cánh này vào nha các bạn. Cánh này cực kỳ im. Đây. Wow. Quá ngon các bạn ơi. Cánh này là quá ngon rồi. Đấy, các bạn sẽ dặn ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. Đây các bạn sẽ dặn ngược chiều kim đồng hồ. Rồi. Đây các bạn sẽ lấy cái lồng nè. Các bạn sẽ lấy cái lồng các bạn kéo vào. Vinh. Rồi, cái mà thay quạt thì chúng ta sẽ thay cái quạt đơn giản vậy thôi. Các bạn xem mà các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Thì đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử cái quạt này cho các bạn xem. Đấy. Rồi. Quạt quá ngon luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé.